những cấm kỵ khi chăm sóc trẻ sơ sinh, mẹ cần biết. Với những bậc cha mẹ mới có con lần đầu, cần lưu ý một số điều cấm kỵ khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Những sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh có khi khiến con phải đánh đổi cả mạng sống. Dùng mật ong tư lưỡi. Cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ sơ sinh dùng mật ong để tư lưỡi hoặc uống pha cùng nước cam. Lý do là hệ tiêu hóa của bé dưới 12 tháng tuổi chưa hoàn chỉnh, chưa đủ các vi khuẩn hữu ích, chưa thể tiêu diệt bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum có trong mật ong. Độc tố botulinum có khả năng tác động lên các dây thần kinh cơ, gây tê liệt, nặng hơn có thể dẫn tới tử vong. Để bé được an toàn, mẹ hãy dùng dung dịch tư lưỡi có bán ở các hiệu thuốc Tây để vệ sinh miệng cho bé. Cho con uống quá nhiều nước lọc. Nhiều bậc ông bà luôn hối thúc mẹ cho bé uống nước sau khi bé bú, hoặc bổ sung nước cho bé sau các cử bú để bé đỡ khát, hoặc để tráng miệng cho bé. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự thật là rất có hại cho bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, bởi nước có thể cản trở khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong sữa, sữa mẹ hoặc sữa bột, và trẻ có nguy cơ nhiễm độc nước. Nếu cho bé uống quá nhiều nước, sẽ làm loãng nồng độ natri trong cơ thể. Trẻ bị thiếu natri có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não, hay còn gọi là nhiễm độc nước. Các mẹ luôn nhớ, nguồn nước duy nhất bé cần lúc này là từ sữa. Rung lắc ru ngủ, nằm rôi rung với dao động mạnh. Rung lắc trẻ khi nựng, khi ru ngủ, hay khi dỗ dành trẻ là thói quen xấu của không ít phụ huynh, do lầm tưởng làm vậy bé sẽ thích. Sự thật là, rung lắc trẻ càng mạnh tay, có thể vô tình gây tổn hại cho não trẻ, thậm chí tử vong do dập não, phù, chảy máu trong não, dẫn đến tử vong. Những tổn thương này có thể xảy ra chỉ với 5 giây rung lắc, thậm chí là 3 giây. Những tổn thương này rất khó có thể phát hiện, trừ trường hợp nặng. Nhưng khi lớn, trẻ có thể bị chậm phát triển trí tuệ, thị lực kém, rối loạn hành vi nói và nghe, động kinh, tổn thương kỹ năng định hướng và nhận thức. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.